Hồ nước này đã cướp đi sinh mạng của hai anh em sinh đôi mới tròn 8 tuổi vào tháng 8 năm ngoái, sau một buổi trưa trốn gia đình đi tắm. Những đứa trẻ đi chơi, gia đình không hay biết, đến lúc đi tìm thì đã thấy thi thể của các em dưới những hồ nước gần nhà. Có ít nhất 62 đứa trẻ ở khắp các vùng nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã mãi ra đi như thế trong năm 2022. Thối ao hồ rất là nhiều, cho nên là có những nghĩa là cái tình trạng xảy ra đuối nước là diễn ra khá là phổ biến, mà đặc biệt là đối với trẻ em dưới 16 tuổi, chủ yếu là xảy ra trong cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung chủ yếu là những cái hồ phục vụ cho sản xuất. Mà trong quá trình hồ cá nhân thì chúng ta không có cái biển báo cảnh báo cái vùng nguy hiểm, cho nên là các em cũng tuổi còn nhỏ, cho nên cũng các em cũng chưa lường được cái mức nước sâu cả. Sự lơ là chủ quan của người lớn trong việc chăm sóc quản lý con em, những hạn chế về nhận thức, kỹ năng ứng phó trong môi trường nước. Thêm vào đó, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tuy được quan tâm nhưng chưa thực sự hiệu quả, khiến đuối nước ở trẻ em vẫn đang là nỗi ám ảnh khôn nguôi cho gia đình, xã hội. Đặc biệt là các bể bơi trong nhà trường thì đây là một vấn đề rất là khó. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì các cái trường tư thục thì người ta làm rất tốt, nhưng mà những cái trường quốc lập thì chỉ có được mới được một số trường có cái bể bơi chuẩn đấy. Chúng tôi đang cố gắng để thực hiện xã hội hóa công tác này. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, trẻ em ở nông thôn hẻo lánh chọn những ao hồ sông suối là nơi để được vui chơi, và nhiều em phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Nguy cơ cao đuối nước sẽ còn tiếp diễn nếu trẻ em thiếu sự quan tâm và sống trong môi trường luôn có những hiểm nguy rình rập.